chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại với channel OVBiz ngoài miền bắc miền trung thì miền tây cũng là nơi đóng góp nhiều cán bộ cao cấp cho đảng nhà nước chính phủ và quốc hội hôm nay xin mời quý vị cùng OVBiz điểm danh năm lãnh đạo cấp cao quê miền tây quyền lực nhất hiện nay người miền tây quyền lực nhất hiện nay chính là ông trần thanh mẫn hiện là chủ tịch quốc hội thuộc tứ trụ một trong những chức danh cao cấp nhất tại việt nam một trần thanh mẫn chủ tịch quốc hội là một nhà lãnh đạo đảng nhà nước và chính trị gia người việt nam Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, Bí thư Đảng Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hậu Giang. Trần Thanh Mẫn sinh ngày 12 tháng 8 năm 1962, quê quán ở xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang, cư trú ở số 81B, đường Nguyễn Trãi, phường Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ sau sự kiện 30 tháng 4 năm 1975, bắt đầu tham gia sinh hoạt công tác tại Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của địa phương. Từ năm 1979, sau khi tốt nghiệp phổ thông, ông bắt đầu sinh nghiệp của mình, vừa tham gia công tác tại Đoàn Thanh niên, vừa theo học. Tháng 7 năm 1979 là cán bộ huyện đoàn với chức vụ Ủy viên Ban chấp hành huyện đoàn, tránh văn phòng huyện đoàn Châu Thành ở quê nhà tỉnh Hậu Giang. Đến tháng 12 năm 1981, được bầu làm Ủy viên Ban thường vụ, Phó Bí thư Thường trực huyện đoàn Châu Thành. Tháng 11 năm 1984, được bổ nhiệm làm huyện ủy viên, bí thư huyện đoàn Châu Thành, kiêm nhiệm vị trí đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Châu Thành từ năm 1986. Ông trải qua tổng cộng hơn 10 năm từ thời niên thiếu cho đến khi trưởng thành công tác thanh niên ở nơi sinh ra và lớn lên. Đến tháng 1 năm 1988, được điều chuyển tới tỉnh Lị, bổ nhiệm làm ủy viên Ban thường vụ tỉnh đoàn, phó bí thư tỉnh đoàn Hậu Giang. Tháng 12 năm 1999, được Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải quyết định bổ nhiệm làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cần Thơ, Ông Trần Thanh Mẫn giữ chức ủy viên ban thường vụ thành ủy lâm thời của thành ủy Cần Thơ, bí thư quận ủy Bình Thủy, được bầu làm đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2004-2009. Tháng 1 năm 2011 được bầu làm ủy viên chính thức ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11. Ngày mùng 2 tháng 2 năm 2011 được Trung ương bổ nhiệm chức vụ bí thư thành ủy Cần Thơ. Sau sự nghiệp chủ yếu với 40 năm ở quê nhà Hậu Giang, Cần Thơ và Tây Nam Bộ. Đến tháng 9 năm 2015, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam quyết định cho Trần Thanh Mẫn thôi giữ chức Bí thư Thành ủy Cần Thơ, thôi tham gia Ban chấp hành Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ nhiệm kỳ 2010-2015 để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tham gia Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 22 tháng 6 năm 2017, làm bí thư Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và giới thiệu ông cho các đại biểu tham gia hội nghị lần thứ 7 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, hiệp thương ông giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2014-2019. Ngày 1 tháng 4 năm 2021, làm Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội với tỷ lệ tán thành là 94,79%. Vào giờ chiều ngày 20 tháng 5 năm 2024, trong kỳ họp thường kỳ thứ 7 của Quốc hội khóa 15, với số phiếu 100% từ tổng số là 475 đại biểu có mặt, Trần Thanh Mẫn chính thức được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. 2. Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Lãnh đạo quê gốc miền Tây quyền lực tiếp theo đó là ông Nguyễn Trọng Nghĩa, một trong những ủy viên Bộ Chính trị. Là một chính trị gia và cựu sĩ quan cấp cao trong quân đội nhân dân Việt Nam hàm thượng tướng, ông hiện là ủy viên Bộ Chính trị khóa 13, bí thư Trung ương Đảng khóa 13, trưởng ban tuyên giáo Trung ương Đảng, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 tỉnh Tây Ninh. Ông có tên gọi khác là Sáu Nghĩa, quê tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Tháng 4 năm 1979 cho tới tháng 6 năm 1979, nhập ngũ năm 1979, chiến sĩ đại đội 2, tiểu đoàn ấp Bắc, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang, quân khu 9. Tháng 12 năm 1986 cho tới tháng 9 năm 1987, giáo viên trường sĩ quan chỉ huy kỹ thuật thông tin. Tháng 9 năm 2000 cho tới tháng 10 năm 2007, phó phòng, trưởng phòng tuyên huấn Cục Chính trị Quân khu 7, Học viện Chính trị. Tháng 8 năm 2010 cho tới tháng 8 năm 2012, chính ủy quân đoàn 4, bí thư đảng ủy quân đoàn 4. Tháng 9 năm 2012 cho tới tháng 8 năm 2017, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng tháng 1 năm 2016, đại biểu Quốc hội khóa 14, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị, Học viên bồi dưỡng nguồn cán bộ cao cấp tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tháng 8 cho tới tháng 12 năm 2013. Ngày 18 tháng 2 năm 2021, giữ chức trưởng ban tuyên giáo Trung ương. Đến ngày 16 tháng 5 năm 2024, giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị. 3. Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước. Nữ lãnh đạo cao cấp duy nhất quê miền Tây lọt vào danh sách này là bà Võ Thị Ánh Xuân, sinh ngày 8 tháng 1 năm 1970, là một nữ chính trị gia Việt Nam. Bà hiện là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đại biểu Quốc hội khóa 15, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang. Bà là Phó Chủ tịch nước trẻ nhất trong lịch sử. Bà Võ Thị Ánh Xuân sinh tại phường Thới Sơn, thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Bà hiện sống và làm việc cùng gia đình ở Hà Nội. Tháng 9 năm 1992, bắt đầu công việc chuyên môn đầu tiên của mình là nghề giáo viên tại trường trung học phổ thông Mỹ Thới, thị xã Long Xuyên, tỉnh An Giang. Bà là đảng viên từ ngày 20 tháng 12 năm 1994 và là đảng viên chính thức một năm sau đó. Tháng 8 năm 1996, trở thành chuyên viên nghiên cứu tổng hợp văn phòng tỉnh ủy An Giang. Từ tháng 8 năm 2001, bà lần lượt đảm nhiệm các chức vụ ủy viên ban thường vụ, phó chủ tịch, chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ tỉnh An Giang. Bà đồng thời là ủy viên ban chấp hành đảng bộ tính từ tháng 12 năm 2005 đến tháng 10 năm 2010. Tháng 8 năm 2010 đến tháng 10 năm 2010 giữ công vị phó trưởng ban dân vận tỉnh ủy An Giang. Tháng 11 năm 2010 làm ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy và được phân công giữ chức vụ bí thư thị ủy Tân Châu. Tháng 1 năm 2011 là ủy viên dự khuyết ban chấp hành trung ương đảng tháng 2 năm 2013 giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Tháng 12 năm 2013 làm Phó Bí thư tỉnh ủy An Giang. Ngày 2 tháng 10 năm 2015, Ban Thường vụ tỉnh ủy An Giang đã tổ chức hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công cán bộ. Võ Thị Ánh Xuân được chỉ định đảm nhận chức vụ Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2010-2015 thay Bí thư tỉnh ủy Phạm Lân Sáu nhân nhiệm vụ Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020, bà được bầu giữ chức Bí thư tỉnh ủy. Ngày 6 tháng 4 năm 2021, làm Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam với số phiếu tán thành là 447 trên 449 phiếu trên tổng số đại biểu có mặt. 4. Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội. Sinh ngày 4 tháng 4 năm 1969, quê quán ở xã Tân Thành, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau là một tướng lĩnh của lực lượng công an nhân dân Việt Nam, hàm Trung tướng và là chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ủy viên ban thường vụ Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 15, chủ nhiệm ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội. Ông nguyên là ủy viên thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương kiêm thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Năm 1986, 17 tuổi bắt đầu tham gia lực lượng công an nhân dân Việt Nam. Sau đó, ngày 12 tháng 6 năm 1993, gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam. Lê Tân Tới từng giữ các chức vụ trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, trưởng công an thành phố Bạc Liêu, trưởng phòng tổ chức cán bộ công an tỉnh Bạc Liêu, phó giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu. Ông từng là đại biểu hội đồng nhân dân thành phố Bạc Liêu nhiệm kỳ 2011-2016. Ông nguyên là đại tá, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, bí thư đảng ủy, giám đốc công an tỉnh Bạc Liêu, ủy viên ủy ban quốc phòng và an ninh của Quốc hội. Từ ngày 22 tháng 10 năm 2019, được bổ nhiệm làm cục trưởng cục tổ chức cán bộ Bộ Công an. Sau đó, cũng trong năm 2019, đại tá Lê Tấn Tới được thăng quân hàm thiếu tướng Công an nhân dân Việt Nam. Ngày 29 tháng 4 năm 2020, được bổ nhiệm chức vụ thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam. Ngày 30 tháng 1 năm 2021 là ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 20 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, đồng chí được bầu giữ chức ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng an ninh khóa 15. Năm, Phan Văn Mãi Chủ tịch thành phố Hồ Chí Minh. Là một chính trị gia người Việt Nam, ông hiện là ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh khóa 15. Phan Văn Mãi sinh ngày 25 tháng 2 năm 1973 tại xã Thạnh Phú Đông, huyện Rồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Có bằng thạc sĩ quản lý kinh tế tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ông còn có bằng cử nhân ngoại ngữ tại khoa sư phạm trường Đại học Cần Thơ từ tháng 11 năm 1995 cho tới năm 1997, chuyên viên phòng ngoại vụ, văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre. Sau đó, ông Mãi giữ nhiều chức vụ ở địa phương như bí thư đoàn văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, bí thư tỉnh đoàn Bến Tre, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Bến Tre, tỉnh ủy viên tỉnh ủy Bến Tre. Từ tháng 8 năm 2018 cho tới năm 2011 là bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 9. Từ tháng 1 năm 2012 đến ngày 10 tháng 3 năm 2014 là bí thư thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khóa 9, phó bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn kiêm chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Ngày 16 tháng 11 năm 2015 làm phó bí thư thường trực tỉnh ủy Bến Tre và ngày 26 tháng 1 năm 2016 là ủy viên Trung ương Đảng. Từ ngày 9 tháng 1 năm 2019 giữ chức chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre thay cho ông Võ Thành Hạo nghỉ hưu. Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2019, toàn bộ 41 trong tổng số 48 ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Bến Tre tham dự hội nghị ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre đã bỏ phiếu thuận bầu ông Mãi, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre giữ chức danh Bí thư tỉnh ủy Bến Tre nhiệm kỳ 2015-2020 thay cho ông Võ Thành Hạo nghỉ hưu. Ngày 1 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động ông Mãi giữ chức Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thay cho ông Trần Lưu Quang được điều động giữ chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hải Phòng trước đó. Trên đây là năm lãnh đạo cấp cao quê ở miền Tây quyền lực nhất hiện nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay hãy subscribe, like và share đồng hộ OVBiz. Xin chào và hẹn gặp lại.